thường rủ nhau tấn công Hươu Cao Cổ và cái kết trời giáng đầy bất ngờ. Mặc dù được mệnh danh là chúa tể của rừng xanh, sở hữu bộ kỹ năng săn mồi tuyệt hảo, tuy nhiên theo thống kê của các nhà khoa học, tỷ lệ săn mồi thành công của sư tử lại tương đối eo ọt. Theo nghiên cứu, một con sư tử khi trưởng thành chỉ săn được khoảng 15 con mồi mỗi năm. Đặc biệt vào ban ngày, tỷ lệ săn mồi thành công của sư tử chỉ đạt ở mức 17-19%. Đó chính là lý do vì sao sư tử thường săn mồi khi bầy đàn. Điều này giúp chúng dễ dàng hơn trong việc hạ gục những con mồi lớn như trâu rừng, châu Phi, linh dương đầu bò hay thậm chí là cả hươu cao cổ. Lần này cả đàn sư tử lại chạm trán với hươu cao cổ, một con mồi mà chúng cực kỳ yêu thích. Trong thấy gã khổng lồ xuất hiện từ xa, hai con sư tử cẩn thận nấp vào một chỗ kín trước. Khi hươu cao cổ đến gần, đột nhiên bầy sư tử nhào ra từ bụi cỏ, quyết hạ bằng được con mồi bằng cách cắn vào chân của chú hươu cao cổ tội nghiệp. Chưa hết, một con sư tử hứng chí còn leo lên được cả sau lưng của hươu, cắn mạnh vào cổ, rồi dùng móng vuốt cắm mạnh vào da thịt của chú hươu to xác, cho để con mồi gục ngã. Vậy nhưng hươu cao cổ cũng chẳng phải dạng vừa, dù mỗi con sư tử nặng khoảng 170 kg, thì với trọng lượng 800 kg, gấp 6 lần, sư tử vẫn không phải là đối thủ ngang tầm với hươu cao cổ. Con hươu vẫn cố lê bước chạy cho tới khi sư tử mệt mỏi vì tổn hao sức lực tấn công. Ngay khi con sư tử lì lợm chịu nhảy xuống khỏi lưng, hươu cao cổ đã liên tục dùng chân đạp bay sư tử cho đến khi chúng chịu chấp nhận thất bại và rời đi. Rắn hổ mang châu Phi hay còn gọi là rắn hổ mang kép có màu sắc đa dạng. Những cá thể có nọc độc nguy hiểm có thể là màu nâu đỏ, màu nâu sẫm và thậm chí là màu đen. Những con rắn có màu sáng thường xuất hiện những vết đốm tối màu. Ở con trưởng thành, chúng có thể tạo ra mang rộng. Rắn hổ mang kép được coi là một trong những loài rắn hổ mang nguy hiểm nhất ở châu Phi. Chúng chuyên ăn thịt các loài gặm nhấm cỡ nhỏ và thậm chí ăn cả xác thối. Do có màu vàng nổi bật nên chúng trở thành con mồi tiềm năng của các loài chim săn mồi lẫn đường mật. Tuy sở hữu chất độc cực mạnh, nhưng loài rắn này có bản tính ôn hòa hơn rất nhiều so với các loài rắn độc khác. Chúng chỉ tấn công kẻ địch khi bị kích động và bị dồn vào đường cùng. Sóc đất là sinh vật gặm nhấm có thể được tìm thấy ở các vùng đất khô cằn phía nam châu Phi. Tuy là loài ăn hạt nhỏ bé nhưng sóc đất này lại vô cùng dũng cảm. Chúng sẵn sàng tấn công kẻ nào xâm phạm lãnh thổ hay đe dọa an nguy của sóc con. Không sở hữu lớp da dày hay khả năng kháng độc tự nhiên, vũ khí duy nhất của sóc đất khi đối đầu với kẻ thù là khả năng di chuyển siêu tốc, tập trung né đòn để rút sức đối phương. Cùng với đó, sóc đất cũng sử dụng chiếc đuôi xù vừa để phòng thủ vừa để đe dọa kẻ thù. Nhận thấy con rắn hổ mang này đang có ý đồ xấu với đứa con của mình, sóc mẹ lập tức đứng ra ngăn cản. Nó di chuyển lắt léo, giả vờ hướng sang bên trái rồi bên phải với tốc độ nhanh tới mức đôi khi không thể nhìn rõ. Sự nhanh nhẹn của sóc mẹ giúp nó tránh được những miếng đòn từ chiếc răng kịch độc của rắn hổ mang. Con vật nhỏ bé tuy không sở hữu bất cứ vũ khí độc lợi hại nào, lại tỏ ra chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Sóc mẹ đáp trả miếng đòn của rắn, vừa chủ động tấn công ra đòn khiến con rắn kiệt sức, vừa có thể gặm hạt cây, quả nhỏ để nạp năng lượng. Sau khoảng nửa giờ, khi thế trận đang quá căng thẳng, thì bất ngờ sóc mẹ giành lại được thế chủ động. May mắn cho con sóc con là rắn hổ mang Nam Phi, không phải là một kẻ hiếu chiến. Sau cú ra đòn không thành công, con rắn quyết định bỏ cuộc rút lui, đi tìm con mồi khác dễ sơn hơn loài sóc gan dạ này. Chấp cả rắn điên, chân mẹ xong vào tử chiến với kẻ thù đang nhai con. Rắn dây sờ đen là loài rắn chuyên sinh sống dọc miền Nam nước Mỹ. Nhờ có khả năng di chuyển trên cạn và dưới nước cực nhanh nên chúng được mang cái tên Razor, tay đua cự phách. Vì không có nọc độc nên mánh khóe của chúng là rung chiếc đuôi để giả làm rắn đuôi chuông độc đuổi kẻ thù. Nổi tiếng là loài rắn điên có nhiều biểu hiện dị thường khiến cho nhiều người phải hoảng sợ, như tự cắn vào thân mình đến chảy máu hay nuốt đuôi mình cho đến chết. Rắn Razor đen lại một phen khiến cho người ta ngạc nhiên khi tháo chạy bán rông bắt chết trước một con chuột. Một buổi trưa đói ăn, rắn Razor đi kiếm mồi. Có lẽ cái bụng rỗng của nó sẽ được lấp đầy bằng một chú chuột con không có khả năng tự vệ. Nhưng mọi chuyện bỗng trở nên ngược đời với sự xuất hiện đầy tức giận của chuột mẹ. Nhận thấy con mình đang gặp nguy hiểm, chuột mẹ bất chấp nguy hiểm lao vào kẻ thù háu đói đang ngậm chặt con mồi trong miệng, rồi dùng hàm răng cắn xé tới tấp. Đành rằng không có nọc độc, nhưng đáng lẽ với ưu thế thân hình và khả năng quặn chết con mồi, rắn Razor đen có thể đánh trả chuột mẹ và biết đâu đó nó có thể tăng thêm lượng thức ăn cho bữa trưa. Ấy vậy mà kẻ thù đáng sợ nhất của loài gặm nhấm này lại cúp đuôi tháo chạy để tránh những đợt tấn công như vũ bão của chuột mẹ. Ngay cả khi đã nhả chuột con ra, chuột mẹ vẫn không buông tha cho kẻ thù. Nó truy sát con rắn đến cùng và chỉ dừng lại khi con rắn lùi vào trong bụi rậm.
sát chân vào lãnh thổ của chó hoang, linh cẩu suýt bị đoạt mạng. Linh cẩu là một loài động vật phổ biến ở châu Phi và cũng là thành phần quan trọng của hầu hết hệ sinh thái nơi này. Việc sở hữu bộ hàm rất khỏe giúp chúng trở thành loài động vật ăn thịt đáng sợ, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng, thậm chí là sư tử. Tuy nhiên, không phải lúc nào linh cẩu cũng chiếm thế thượng phong, đôi lúc chúng cũng bị khuất phục bởi những kẻ hiếu chiến khác, đó chính là những con chó hoang. Trong thế giới động vật hoang dã của lục địa đen, chó hoang là loài săn mồi tài giỏi nhất. Có đến 80% cuộc đuổi giết của chúng kết thúc bằng thắng lợi giòn giã, một tỷ lệ phải nói là cao khủng khiếp, vượt trội so với sư tử và báo. Với mỗi loại con mồi, chó hoang châu Phi sẽ có một chiến thuật vây bắt khác nhau. Nếu con mồi thuộc loại nhỏ, chúng chỉ việc đè nghiền xuống đất và xé toạc bằng bộ hàm khỏe mạnh và hàng bậc nhất thế giới tự nhiên. Còn với các loài sống theo bầy đàn, chúng sẽ tìm cách khiến cho một con bị tách lẻ và rơi vào hoảng loạn, sau đấy mới cùng nhau rượt đuổi giáo giết và xới gọn. Hai con linh cẩu này có vẻ muốn tiến vào địa bàn của chó hoang, nhưng tất nhiên, bầy chó hoang không cho chúng làm điều đó. Hai bên gầm gừ đe dọa nhau một hồi lâu, mãi cho đến khi các thành viên trong đàn chó hoang dồn lên tấn công nhưng vấp phải sự chống trả của linh cẩu, cuộc chiến mới dừng lại. Có thể thấy khi bị áp đảo về số lượng, linh cẩu sẽ yếu thế hơn chó hoang, dù chúng sở hữu ngoại hình to lớn hơn. Thế nhưng may mắn là sự phản kháng của linh cẩu đã có tác dụng. Những con chó hoang có lẽ không muốn có một cục đổ máu nên chúng đã tản ra và bỏ về lãnh thổ của mình. Trận công máu chiến đối đầu chó nhà và cái kết đầy hài hước. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một con chuột cống đang đối đầu với chó và mèo, khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi phát hiện thì con chuột cống đột nhập vào trong nhà, một con mèo đã lao tới đuổi bắt kẻ lạ mặt. Tuy nhiên, trước sự hung hăng của vị khách không mời, con mèo lại gần như đứng chôn chân tại chỗ và không còn một chút quyền uy nào. Ngay sau đó, một chú chó lao tới. Tuy nhiên, trước sự máu chiến của con chuột cống, nó cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng hoảng loạn. Thay vì hăm dọa tấn công trực diện, thì chú chó chỉ biết sủa rồi đi vòng quanh đối phương. Nhưng chiêu này chẳng nhằm nhò gì với chú chuột kia. Dù cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng mèo con chỉ dám đứng từ xa quan sát và không có động thái yểm trợ người bạn cùng nhà. Đúng là bản lĩnh thì có, nhưng mà bị đánh đau thì không chịu được. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Admin chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và luôn hạnh phúc nha. Hy vọng rằng qua video này, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hay về thiên nhiên và các loài động vật hoang dã. Hãy cùng Admin chung tay để bảo vệ một hành tinh xanh và thật nhiều những loài động vật xinh đẹp các bạn nha. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ với chúng mình qua những bình luận ở phía bên dưới nhé. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút hồi hộp và thú vị. Đừng ngần ngại bấm like và subscribe để theo dõi thêm nhiều những điều hay và thú vị hơn. Ngoài ra, hãy nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo nhanh nhất đến từ channel của chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!